Ok, chúng ta quay trở lại với chân của mình. Hôm nay thì lại tiếp tục với con game ông nội biến thái. Rồi, thì lần trước là cái quái gì này. Rồi, ông đang cố tình trêu mình. Rồi, mình không để ý gì. Thế là ông tức quá, ông khóc rồi. Ông cứ như một con đĩ vậy. Rồi làm sao đây, ông dỗi mình là ông đi trốn. Chứ chắc là bây giờ mình phải đi tìm à. Mình phải đi tìm thật anh em ạ. Được rồi. Rồi bàn tiếp theo nào. À có thằng mặt lờ à. Chúng ta có Wow, lấy được cái này luôn ạ. Rồi. Mình đoán là chúng ta có thể ra ngoài. À thế, cái gì đây. Quả đào luôn. Thế giả sử mình vứt này ra ngoài sao. Rồi vứt này ra. Nó trôi đi luôn anh em ạ. Sao thằng này nó đến? Thằng này nó đến rồi sao? À không phải rồi. Tại sao tự nhiên mình lại phải nhảy nhót cái đấy làm gì nhỉ? Nhặt được cái này đúng không? Nhặt được cái này đúng không? Rồi, bên ngoài chúng ta có quả đào tiên anh em ạ. Quả đào chiên. Thử vào trong nhà xem nào. Mình thì đặt cái này ở đây xem nào. Hoặc là mình có chọn được cái này không? Có chọn được cái này không? Đây là trong lúc thằng này nhảy thì mình sẽ cho quả đào tiên ra. Không phải rồi. Cay quá nhưng mà không phải. Nghe tự nhiên có một thằng nhảy aerobic nó chui từ trong cái con này ra chứ. Vứt quả đào ra đây xem nào. Quả đào vứt ra đấy rồi thì what the fuck. What the fuck thằng đéo gì đấy. Rồi lần lượt đi. Bây giờ giả sử thì mình sẽ thả cái đầu này xuống. Vừa nãy mình đã thả cái đầu đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ thử thả cái đầu này xuống xem nào. Rồi thả luôn rồi, lấy quả đào tiên. À đây ông bơi về rồi. What the fuck. Không hiểu lắm anh em ạ. Có vẻ như là khi nào nhìn thấy cái đầu của thằng cháu ấy thì may ra ông mình mới về thôi. Chơi tiếp nào. Rồi ông mình làm gì đây. Ông mình làm gì đây. Ông mình nhảy long quanh như con bọ ngựa là thế nào. Rồi chúng ta ở ngoài này có một mụ phù thủy anh em ạ. Rồi lấy quả đồng hồ. Đồng hồ đưa cho mụ phù thủy à. Ôi rồi. Ông đập mình một phát vào tường luôn. Thách cả lìn ạ. Mình sẽ mở cửa sổ này ra. Đúng không? Xong rồi có cái đồng hồ sau này. Đưa cái đồng hồ cho ông mình. Ồ, ngưng động thời gian. Rồi mình sẽ chụp ông mình lại. Chụp ông mình lại. Ôi, ông mình nắm tay mình rồi. Ồ, thế là xong à? Cảm giác hơi easy quá nhỉ. Tức là mình đưa cho ông cái đồng hồ. Thế là ok đúng không? Rồi, thế mình đoán là trong tủ lạnh. Rồi mình sẽ thử mở cái tủ ra nhé. Trong tủ này cũng có. Rồi chả hiểu nó ở đâu. Cái gì đấy. Ông mình đây này. Ôi mẹ cú lừa anh em ạ. Rồi cú lừa luôn. Vừa nãy mình tưởng là ấy đấy. Mình tưởng nó là cái quảng cáo. Thế là mình không ấn vào. Hóa ra đây mới là ông mình em ạ. Cú lừa mà. À thầy ăn vụng nhà mình à. Dám ăn vụng nhà tao à. Rồi. Có quả xương chóa ở đây. Có quả bát cơm ở đây. Hey, nhà mình có cả thần mẹ Sida ấy. Nào thử ra ngoài xem là ai là con chóa này. Chắc chắn là con chóa này nó ăn được không. Nó ăn được sao. Đó mình lấy được cái gì đấy. Mình lấy cái này thôi mình vứt này à. Ồ lấy được cả một cây nữa. Lại là cái thằng mặt lờ này. Rồi nào để mình xem là cho con chó này ăn rồi mình lấy cái này rồi ok. Là cái cây lúa này mình sẽ không lấy cái cây lúa này. Vứt vào đây rồi cho nó ăn rồi no quá rồi. Nó ngủ thì chắc là mình sẽ ăn trộm được cái đèn này đúng không. Ê, ông mình đây. Rồi ra lại là dễ anh em ạ. Ông mình bây giờ làm được thần đèn luôn. Tập trước thì cái gì đây. Ôi mẹ. Trong nhà mình bây giờ còn có cả tượng nữ thần tự do. Quả trứng này chắc là sẽ vứt ra đất đúng không. Để xem quả trứng phải vứt ra đất nó nở cả con không. Không phải rồi. Vậy thì sẽ thử có chai xịt này. Có một cái thang. Có thể là mình sẽ xịt vào nách à. Đây con em mình. Quả xịt nách này là hơi bị căng thẳng rồi đấy. Mình sẽ thử ra ngoài. Có thể là mình sẽ rồi, có thể là mình sẽ đốt con gà này à. Rồi, cháy luôn. Con gà cay quá, không phải rồi. Ô, trèo được lên trên này.
Ôi ông mình đây rồi ôi. Ông mình chơi thế này thì căng quá. À lấy cái gì này? À lại là thằng mặt lờ này. Có cái gì đó đây, có chỗ này các bạn. Chỗ này nghi ngờ lắm này. Đấy nghe không? Đây mình đoán đây là ông mình, nhưng mà mình phải làm thế nào đó để mà. À mình sẽ đi xuống. Rồi đi xuống dưới. À đây đây đi xuống dưới rồi đúng không? Mình sẽ đập cái này. Ôi chết rồi. Con em đang tắm trong đấy. Vãi thật. Rồi trở lại. Hơi nhọn nhem một tí thôi. Nào thử nào. Bây giờ chúng ta sẽ. Dưới này có cái tiếng đúng không? Đấy mình sẽ đi xuống dưới. Giả sử thì mình lấy cái hộp này thì sao? Mình sẽ đập cái hộp này thì sao? À đấy ông mình đấy. Ồ. Ồ. Rồi tiếp tục nào. Ôi ông mình oảng chó rồi. Ông mình oảng chó rồi. Thôi chết thật. À nhưng mà lại như mình đoán đây là ông của mình. Còn đây chỉ là cái nhảm nhí thôi. Mình sẽ thử vật cái linh hồn này xem nào. Ui. Ôi chết ông mình chết thật à. Rồi lấy được cái vật này. Lấy được cái bình sơ cứu này. Cái này chắc là để móc móc người dưới này ra đúng không? Ui là thằng này à. Rồi lại nào. Mình sẽ mình đoán là không phải là vượt cái này thì sao? Không phải rồi. Hơi ngu ngốc nhưng mà vượt cái này các bạn. Cho này vào đây sao? Rồi đập vỡ được cái này lấy được chai rượu rồi. Ta đã lấy được chai rượu rồi thì chắc là mình sẽ đoán là mình sẽ cho ông mình bú rượu đi. Đấy, bú rượu đi ông ấy. Ông mình đã trông chó trở lại sau khi mà làm bài hấp rượu các bạn. Vãi cả trưởng thật. Rồi lại một quả trứng chắc là đập lên đây đúng không? Ôi mẹ con gà gắt cổng vãi. À có thể là cho vào lò vi sóng cơ các bạn. Đây chúng ta có một cái lò vi sóng ở trên này. À mảnh vải luôn. À rồi có thể là đây. À thế thì chắc chắn là sẽ cho quả trứng vào đây rồi. Rồi nướng lên. Ui nổ luôn. Vãi. Vậy thì có thể là mình sẽ phải dùng cái này trước. Đây bọc cái này vào. Mình sẽ phải cho này lên đây. Ôi dồi ôi. Cho này lên đây. Cho cái này lên đây rồi sao? Cho miếng thịt vào trong này à? Cho miếng thịt vào trong này à, không được luôn. Hay cho lên đây. Ôi ông mình nở trong quả trứng ra. Wow. Thật gà luôn, ông mình là một con gà luôn. Rồi, chúc mừng sinh nhật ạ. Đẹp. Rồi, thử tắt đèn nào. Rồi. Ơ, thử vừa nãy là mình ấn 2 lần thì sao ấy đúng không? Hình như vừa nãy mình ấn 2 lần. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Ông mình đâu? À đây, ông mình đây. Vãi cả trưởng à, ông mình kiểu hoa hậu à. Cái gì đây? Ê, ông mình này. Có phải đây ông mình không? Cái quái gì vậy? À, bên đây là mình phải chọn ông mình ở trong chỗ này. Đây. À, hay ho nha. Bây giờ phải soi xem có đúng ông mình không. Có nốt ruồi à? Lại sai rồi. À, thế cái bàn này thì cũng dễ thôi các bạn. Mình chỉ cần chọn đúng ông mình thôi. Ông mình là không đeo kính. À, hay là ông mình đây. Đây, ông này đi. Cái mũi không phải. Mẹ, khó thế. Hay ông mình là người thứ hai luôn nhỉ? Ông mình là người thứ hai. Lông mày không phải rồi, lông mày của mình phải bạc cơ. Mẹ bừa bãi. Bàn này bừa bãi các em ạ. Rồi lông mày chắc chắn là phải bạc. Đây. Ui, gì đây? Ghê vậy.
Tìm ông mình khó quyết đấy các bạn. Lông mày bạc nhá. Chúng ta sẽ phải tìm lông mày bạc. Ông này hay ông cuối cùng nhỉ? Ông này có ấy rồi. Mình đoán ông này. Rồi đến cuối cùng thì mới tìm được ông mình. Rồi ok, để xem trong tủ lạnh có gì nào. À, một cục thịt và một quả táo. Rồi. Đây chúng ta có con cờ hóa đây. Để xem bên này có gì không. À, gió mây trời. Bây giờ là, à là mình sẽ vứt mình đi ra ngoài đúng không? Hay vứt quả táo ra ngoài. Không phải. Vứt vào đây. À nè, nhớ cái đít đấy. À nè. Rồi là ra đâu. À! Rồi là để xem nào. Chắc là chúng ta vẫn sẽ lấy hai cái này thôi. Ồ. Ê, lấy được cả cái đĩa này luôn. À, biết rồi nhé. Ông mày sẽ vứt mày ra ngoài. Vứt cái đĩa ra ngoài. Không phải vứt đĩa ra ngoài, thế vứt ra đây cho nào. À, lia cái đĩa đi. À, con đĩa chó thì à, nó cắn vào rồi. Rồi, lấy cái này. Bây giờ chắc chắn là cái này mình sẽ vứt rồi, vứt ra ngoài luôn rồi. Đấy. Vứt ra. Rồi, ông mình vào cặp ngay. Đây người ta gọi là sách tủ ấy các bạn. À. Trong nhà mình cũng có gấu à. Cái đẹp. Cái này là cái gì đấy? Cái này là cái gì đấy các mẹ? Đây có quả dự kéo rồi. Có thể chúng ta sẽ đặt vào đây à? Ôi ông mình thật đấy. Em hiểu luôn tại sao? Why? Ui ôi. Ui ông mình căng quá. Vách cái trường thề. Ông căng thẳng thế nhỉ? Sáu múi. Như đúng rồi vậy. Này cái gì đấy? À đây. À đây. À lấy được rồi. Lấy được 3 quả. Vậy thì mình vứt trong này sao? Hay là vứt cho ông mình nhỉ? Ui giời ơi, thì chết rồi. Đánh giúp cả đầu rồi. Rồi ok nè, bây giờ chúng ta sẽ thử vứt được cái này nhé. Thằng này đánh trượt nó cay rồi. Cay lắm rồi. Đây là mình sẽ thử vứt vào đây. À không phải. Lại nào. Mình nghĩ là chúng ta sẽ chỉ nên dừng lại ở 2 thôi. Tại vì cái quả thứ 3 ấy là nó sẽ đánh vỡ mồm mình rồi. Nên là mình sẽ chỉ ném cho nó 2 quả thôi. Đấy, để xem ra sẽ có cái gì khác không. Rồi trượt rồi, tức rồi. Ủa, sôi lửa lên rồi đây này. À lấy được lửa sao đít nó này. Ôi lấy được cả tượng ông của ông luôn. À thì bây giờ nhá, thì đốt lửa lên. Rồi cho tượng ông ở đây, xong rồi đung chảy ra đúng không. Đung chảy vàng và ra, thế là ông mình xuất hiện à. Đó ông mình đâu. Ô ông mình đây anh em ạ. Vãi. Ô. Ô có cái đĩa bay này. Ồ, có đĩa bay thật đấy các bạn. Có đĩa bay ấy. Đây. Đĩa bay bay ngang qua, xích thì chụp được nhá. Chụp tách cái rồi. Ồ, thế là nó chiếu. Ủi vãi, nó đốt nhà mình. Vãi lều thật, chụp lén cái mà nó đốt nhà mình luôn. Mấy con đĩa thoã này. Đừng bảo là mình sẽ ấn được vào thằng này nhá. Hay là mình sẽ chụp cho này một kiểu nhỉ. Rồi đẹp trai lắm. Đẹp trai lắm không anh. Rồi mình sẽ đưa ảnh cho ông này. Rồi thầy sợ quá. Rồi đi ra ngoài đúng không. À đây ông mình đây. Trời ơi tưởng đi đâu. Rồi con em mình lại đòi đi tắm đi các bạn. Có cái gì? À có quả kính lúp ở đây. Mình đoán là mình sẽ phải soi vào cái đồng hồ này. À không phải, soi dưới nước ở đây. Soi dưới nước chắc là sẽ tìm ra một cái gì đó. Tôi của mẹ rồi. Dưới nước có quái vật anh em ạ. Thật là gớm mặt. À lấy được mặt trời. À đây. Biết ngay mà lấy được mặt trời rồi. Đây đặt ra ngoài. Đặt ra ngoài rồi soi vào đây đúng không. Soi vào xong rồi con này nó sẽ làm một kiểu nóng nước lên à. À không, làm bốc hơi lên. Rồi ông mình đây à.
Rồi thề ông mình dị không thể đỡ được luôn đấy. Bây giờ ông mình đã biến thành con hải cẩu rồi. Hải chó nhưng mà. Rồi, ông có siêu năng lực này. Ông có siêu năng lực luôn anh em ạ. Thật là vãi. À đây, lấy được quả kính này rồi. Đây, mình sẽ thử để cho ông soi gương xem nào. Ôi mẹ thằng cháu ngu thế. Rồi đây, quay sang bên này. Lấy quả gương cho ông soi gương xem nào. Rồi đốt nhà luôn. Lại. Khó của Nam Cường em ạ. Khó của Nam Cường, mình đang định tính là sẽ nhờ sự trợ giúp. Ố. Ố. Cái đồng hồ để làm quái. À có vật đồng hồ là để thôi miên ông. Vãi cả trưởng. Để xem đúng không. Rồi rồi, thôi miên ông. Rồi ông bắt đầu phê pha rồi. Rồi ông ngủ như con đĩ vậy. Này có vẻ hơi dễ quá không này. Bây giờ bắt đầu đeo kính cho ông đúng không. Rồi đeo kính cho ông. Rồi sao. Bây giờ mình đang xoa đầu ông. Rồi lại rơi mẹ kính rồi. Rồi ok. Rồi ok, và như vậy là chúng ta đã chơi xong được 36 bàn rồi. Cái con game này có một cái bàn bị lỗi anh em ạ, đó chính là bàn thứ 19. Mình không thể nào mà khóa đảo được bàn này, mình không thể là làm luôn đấy. Thế nên là tạm thời thì có hai bàn là bàn 36 và bàn 19 là chúng ta không thể chơi được. Đó, thì rất là sorry anh em vì cái lỗi, mình đoán là lỗi của con game này. Nhưng không sao, dù sao thì chúng ta đã chơi được gần như là phải đến 98% các số bàn ở trong cái con game rồi. Đây là mình nghĩ là dừng ở đây cũng là ok. Đó. Thì nếu các em thích video này đừng quên là hãy nhấn like cho nó và đăng ký kênh mình nhé. Để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.